Chào các bạn, hôm nay mình sẽ trở lại với một bài hướng dẫn thiết kế ảnh bìa. Bài hôm nay mình hướng dẫn các bạn thực hiện một ảnh bìa với dòng cảm xúc cô gái tháng tư. Đầu tiên các bạn mở file mới, bản 850x315. Tiếp tục các bạn vào file, chọn play để mở ảnh gấp. Rồi các bạn giữ shift và kéo to ra một tí. Rồi ok, bây giờ cái ảnh này nó thiếu phần nền này, cho nên mình sẽ tạo nền cho nó và nhấn đôi layer này lên, tạm ẩn nó đi. Tiếp theo các bạn vào edit, chọn free transform và kéo lớn lên, kéo cho nó khi nào được một cái nền là thôi. Rồi ok, tiếp tục. Bây giờ các bạn cho hiện layer trên. Rồi bây giờ click vào layer trên và tạo một lớp layer mask. Các bạn dùng công cụ Eraser Tool, size là khoảng 250. Rồi các bạn tẩy ở đây. Rồi như vậy là được rồi, chúng ta đã tạo nên xong như đó. Bây giờ các bạn chọn hai layer này, gộp nó thành một group và nhấn đôi group đó lên. Rồi tiếp tục các bạn click phải vào group và chọn cái dòng này để chuyển nó thành một layer ảnh. Rồi bây giờ mình sẽ làm mình ảnh, các bạn nhấn đôi layer đó lên, vào blur, filter và blur, Gaussian blur, chọn khoảng 3 pixel. Ok, các bạn chọn opacity. Tiếp tục các bạn nhấn đôi layer đầu tiên này, rồi kéo lên để trên layer blur, các bạn set soft lá cho nó. Rồi tiếp tục nhấn đôi layer soft light, vào filter, Ocer và chọn khai phát thì khoảng 7 pixel. Ok, các bạn set overlay và giảm opacity. Rồi bây giờ tiếp theo các bạn chọn tất cả layer, nhấn shift, rồi cho nó vào một group và nhấn đôi group đó lên, tiếp tục chuyển nó bắt thành một layer ảnh. Rồi bây giờ các bạn vào phần channel ở máy ái ở Photoshop, các bạn không thể thì có thể vào Windows tìm đến phần mục channel để bật lên. Đây, sau đó các bạn click vào cánh ring và vào select, chọn đây hoặc nhấn Ctrl A. Tiếp theo các bạn vào edit, chọn copy hoặc nhấn Ctrl C và click xuống lấy ở cánh blue. Sau rồi các bạn vào edit, chọn hoặc là Ctrl V, sau đó các bạn click vào Ctrl R. Rồi tiếp theo các bạn nhấn đôi layer đó lên, tiếp tục vào channel, chọn Ctrl Blue, các bạn vào image adjustment, chọn invert hoặc nhấn Ctrl E, sau đó click lên
lấy ở trên. Rồi, ok, xong các bạn, chết, supply. Giảm opacity khoảng 40%. Hoặc có thể hơn cũng được. Tiếp theo các bạn vào chọn một lớp cover. Rồi. Rồi tiếp theo để mình xem ạ. Một lớp này. Rồi nó tăng giá trị nó lên một tí. Đấy, nó làm đục khoản đó. Đây. Tiếp theo các bạn chọn mở một lớp solid color, cho màu xanh nhạt cái đó. Ok, các bạn sẽ soft light, giảm opacity. Đó. Như vậy là có như sống phần bị màu đấy. Bây giờ mình làm tất cho nó. Đầu tiên copy đoạn này bởi vì em. Công cụ tất dạng đây. Rồi ok, các bạn chọn màu trắng. Chọn font cho nó. Những cái font này thì các bạn nhớ xem kỹ, tí nữa mình sẽ up lên cho các bạn. Đây. Đây rồi. Tiếp theo bật bảng tùy chỉnh chữ đây. Các bạn nếu Photoshop phải không thấy thì có thể vào Windows chọn. Các bạn click vào chọn hoa, chữ in hoa hết. Rồi. Tiếp theo, cố gái tháng tư. Rồi. Cái này mình chọn phón nữa. Phón này đi. Rồi ok. Cho kích thước đó. Các bạn cho kích thước lớn lên nha. Rồi. Chọn màu. Màu này đi. Ok. Tiếp tục copy. Đầu tiên các bạn click vào dòng tách bởi vì em để cho nó lấy lại các thông số như cũ. Rồi sau đó mình giảm. Đấy. Rồi các bạn bỏ cái dấu này. Rồi. Kéo nó lên đây. Giảm kích thước. Rồi. Cho nó khoảng cách cách chữ khoảng 25. Rồi.
Rồi tiếp theo có đi thêm một dòng nữa. Rồi bây giờ là dòng cuối cùng. Ok, chọn vào đây thì dòng này các bạn cho chữ in hóa hết nhá, hoặc đây viết vào đây đó, cho khoảng cách chữ các chữ rộng lên. Đó khoảng 200 đi. Rồi ok. À rồi để xem. Bây giờ mình sẽ làm một chấm nhỏ 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 này. À, mấy cái chấm này thật ra là chữ thôi, nhưng mình để kích thước nó nhỏ. Các bạn gọi ở đây. Đây là dòng text mình đã copy sẵn trên mạng. Đầu tiên các bạn copy tất cả. Rồi sang đây, dán vào đây. Ok, các bạn cho màu trắng như đó. Rồi để kích thước là khoảng 0.1 thôi. Đây là cho khoảng 3 khoảng cách giữa các chữ lên 2002. Rồi đó, bây giờ thành một cái chậm chậm. À, tiếp theo phần bên mình nhấn đôi nó lên luôn, điện sáng cho nhanh. Rồi rồi tiếp theo các bạn chọn tất cả các layer text cho nó vào một group, sau đó set soft light. À, để bây giờ mình làm hiệu ứng cho text cố gắng tháng tư rồi. Đây các bạn click file, chọn blend option, click vào outer glow, chọn cho nó màu trắng, tăng cái giá trị này lên. Rồi ok, tiếp tục. À không, ở đây mình nhầm, outer glow cho màu vàng đi. Rồi ok, sau đó các bạn nhấn nhấn đôi layer cắt lên. Rồi như vậy là cũng tạm ổn đâu. Bài hướng dẫn cái đây là kết thúc. Chúc các bạn thành công.